Dạ, Bùi Hải Vlog xin chào ông bà cô chú anh chị trên kênh của Bùi Hải Vlog. Sáng nay thì sáng nay Bùi Hải Vlog có mặt tại mộ của thầy hai cô chú anh chị. Thì bữa này sáng xuống lau dọn bàn thờ để thắp hương thay nước. Ủa đèn bữa nay hết dầu rồi. Bấm 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 mất tiêu rồi, để đây hôm qua nè. Đây nè. Đèn bình nè, đi hôm qua nó giờ nó tiêu hết rồi. Rồi chắc hôm qua chắc có ai đó dẹp luôn rồi. Cái bình mới đâu? Ờ, cái bình đó còn hả? Hết dầu luôn rồi kìa. Mình đổi dùm cái dĩa đó luôn anh Ngọc. Hết dầu luôn rồi. Cái này đêm hôm mưa ngập lên đây. Hôm qua thì mình thấy cũng ngập rồi đó. Mà mưa càng lớn càng ngập. Thu vô nó ăn hay là còn bình bông kia đâu? Bình kia không biết ở đâu luôn. Bình kia chắc bể hay gì quá. Thôi chị lấy cái dĩa kia kìa. Còn nhiều quá không? Cái hộp cơm để riêng. Biết mấy giờ rắp nữa à. Biết mấy giờ rắp mộ. Chắc 7 giờ, 7 rưỡi nhiêu giờ. Dạ 7 giờ ạ. Nó là 7 rưỡi. Thường 7 rưỡi người ta mới làm mà ha. Mà không biết trong đây lấy mấy giờ nó xuống. Vậy đêm hôm đèn nó cháy hết, hết dầu luôn. Cháy không tắt. Vừa, vừa đủ ha. Còn cái xíu nữa. Thầy chứng à. Mưa nguyên đêm luôn không tắt đèn. Mưa kinh khủng. Quá lớn luôn. Chị lấy nhiều đi. Dạ. Cơm. Đêm qua đây chạm luôn chạm. Mình quen luôn á, hết luôn á. Tắt luôn hả? Hồi nãy có tắt không? Có, khô luôn à. Tại vì chăm dừa đủ đó, để nó ọc, thấy hết đó. Đúng rồi, thấy hết là dừa bình đó. Cái miếng này hồi đem đi bỏ đi ta. Nhẹt luôn rồi. Nhưng mà chút nữa đi quê chứ không có gì. Cơm. Cái bình bông này thật là đẹp nè. Bằng đồng luôn hả gì nè tiên. Hả? Cái này bằng đồng luôn hả gì. Nặng lắm. Chắc vậy nữa chị. Ok. Hay là hôm qua mấy cô đem lên thôi. Nhà cái bình bông đó. Bông này là chắc nó không có bể ha. Hả? Không, chỉ nó không, không có bể đâu. Này để này. Cái này là chắc luôn rồi đó. Tới, chú Biên tới. Thì bánh ít hả? Bánh ít thì bỏ chung vô cái dĩa này luôn nè. Đây là cái bánh tiêu, tiêu xê xê lên nè. Đây gấp màu hả? Ờ, mà không biết mấy giờ xuống nữa. Khoan khoan. Bể là người ta mới đem ra quả hay gì đó. Bánh tam quá bánh hả? Này cơm bánh. Bình cái bình màu vàng đẹp quá ha. Đá rồi.
nó bão quá rồi. Mưa gì quá trận mưa nguyên một ngày nay luôn. Cơm, bánh tiêu, bánh cam, bánh ít, bánh tét đồ. Chín. Đồ mới cây không Ngọc? Em đốt luôn ha. Chín cây luôn ha. Thầy ăn hú chà báo luôn cả. Thầy ơi. Ở gãy gãy nó ngự cả, nó ngự cả. Nó ngự cả. Nó bị chạy nổi á nha. Thầy ơi nó ngự kìa bà con ơi. Đó đó. Ờ nó dí đó nha, nó ủi vậy nó dí á. Quá ghê luôn. Mới sáng nó lại rồi kìa, nó thấy cúng nó lại kìa. Nó đưa cái nó mặt nó lên trời đó. Nó làm cái kiểu kỳ á. Chỉ bị nó chạy nó dí á. Con này dữ ta. Con này nó đâu có sợ đâu. Dí ông luôn chứ nó đâu có sợ ông đâu. Nó đâu có sợ đâu. Nó dí ông luôn chứ. Để ổn cho con sợ đi. Mày ơi trời, nó đứng kìa, đứng nó nhìn kìa, đứng nó canh kìa. Nó không đi luôn mà đứng nó canh kìa. Nó đứng nó canh gà đuổi nó không đi luôn. Coi chừng nó ủi á. Ông làm lại đứng này không đi sao tôi rút nhỉ. Bây giờ ra mày ơi dữ lắm á ông nội, nó có sừng nó già đó. Đó, à, sáng mua đồ dặn lên thầy hai cô chú anh chị, cơm bánh ít, bánh tét, bánh cam, bánh tiêu. Thầy khắc bữa nay khắc thực sớm sớm đi thầy ơi, để chút xíu ta xuống ta lên mộ bụi không. Đi sáng trời mưa nữa nè. Để chúng ta lên mộ bụi bặm không thầy, thầy khắc thực sớm sớm. Để lên mộ xong cái chủ nhật người nhà có lên đó.
nói cô mình mua cho vô cho cô thay cát trong ly hương. Và em có mua hai bịch cho em bỏ một thùng á, để mới mua thêm hai bịch nữa cho người nhà lên nói người nhà, cái người nhà mới nói cô á, cái cô thay. À, tại cát bây giờ mới mắc mưa nó cứ ngắt cái vẻ khắc à. Anh Ngọc Ngọc đó nghe 24 giờ cái anh Ngọc. Thôi bữa nay gấp mộ mà không biết mấy giờ ha cô chú anh chị. Sáng mấy anh chị em xuống thay nước với cơm cũng cơm ha cô chú anh chị. Mộ thì lên xong cái là vợ dở gạp luôn á. Thì lên mộ xong vợ không chừng nó cẩu ra nó xuống nó lên mộ lại vợ lạp giờ. Mấy nó rèm ra phía trước chứ giờ phía sau vướng cây cao su rồi. Mà chút nó xuống nó dở cái rạp ra luôn giờ tại nó cẩu vô mà. Cẩu vô phải dở lạp mới cẩu được chứ. Mà không biết mấy giờ nữa. Hai hải hồi nội anh nó cũng cam bánh tiêu ít nó bây giờ bánh cơm bên ảnh luôn không? Ủa sao ráp là anh Dũng mới ráp còn cái mão là cái anh kia anh làm ta? Cái mão cho ông Cường làm phải không? Phải anh kia kìa. Ốm nhôm mà. Hồi qua cô nó tin gì mà quên. Kìa, vậy là hai người khác nhau. Vậy là cái anh kia là ở chuyên bên mộ của anh kia hay làm mão hay sao? Nên chia ra hay sao? Thôi Bùi Hải Vlog cũng xin kết thúc video tại đây cô chú anh chị. Xin hẹn cô chú anh chị lại video tiếp theo của Bùi Hải Vlog nha. Trước khi kết thúc video, Bùi Hải Vlog cũng chúc cho ông bà cô chú anh chị một buổi sáng thật nhiều sức khỏe và làm ăn phát tài phát lộc vạn sự như ý ạ. Và một lần nữa Bùi Hải Vlog xin chào và hẹn gặp lại ông bà cô chú anh chị.